làm giống, ươm giống dâu tây. Máy cày kia đang lên luống kìa. Mình có chế một cái bộ phận lên luống đặc biệt phù hợp với cái mục đích của sử dụng của tại farm. Mỗi một farm thì có một cái mục đích khác nhau, mà chế có thể là hình dạng khác nhau, thì các bạn có thể tham khảo. Vâng. Rồi, bình tĩnh đi. Lôi luôn này là rồi. Nó khá cồng kềnh. Nhưng mà quay đầu trong một cái diện tích nhỏ hẹp này, có 1.000 m² này. Đây mảnh này mảnh bé này. Trước thì trồng hoa nhưng bây giờ chuyển sang làm giống dâu tây. Mình đang để rưỡi. Nhìn từ đằng sau các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đó. Giống như hai cái lưỡi cày thôi. Lần tay vừa đi vừa tạo rãnh tạo luống luôn. Đặt cận cảnh từ đằng phía sau nhé. Cửa ruộng nó ngắn quá nên là cái thời gian quay đầu xử lý để cho luống nó thẳng. Ôi không hơi thật nặng. Khi dần vai chạy thì hai cái lưỡi lên luống của mình nó sẽ tạo ra một cái rãnh. Kết quả thì nó sẽ như thế này. Tất nhiên là khi lái máy cày thì nó không thể nào mà thẳng tưng như mà khi mà mình căng dây để xúc bằng tay được, nhưng mà như thế này cũng tạm chấp nhận được. Thẳng đến 80%, không dám nói 90%.